bộ sản phẩm an bảo, sạch mụn, chống thâm, mơ sẹo. Xin chào các bạn, Việt Nam là quốc gia mà có phần bờ biển trải dài từ Bắc đến Nam, cho nên tất cả những loại hải sản ở Việt Nam rất phong phú. Và trong các loại hải sản như là tôm, nè, cua, nè, sò, các loại ốc v.v. thì cua là nguyên liệu mà được người Việt Nam sử dụng nhiều và rất là ưa thích với nguyên liệu này. Từ món cua thì người ta có thể chế biến nhiều món đơn giản như là hấp hoặc luộc, hoặc là cầu kỳ hơn một chút là như là món hấp bia hoặc là món cua rang me, rang muối v.v. Và trong chương trình kỳ này, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với các bạn một món cua mà chúng ta sử dụng nguyên liệu chính là bia với cách chế biến khá là mới lạ để tạo nên hương vị rất là mặn mòi, đậm đà, thơm lừng mùi bia mà lại đặc sắc của phần thịt cua ở trong đó. Đó là món cua hấp bia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp để chuẩn bị nguyên vật liệu cho món ăn này các bạn nha. Để thực hiện món cua hấp bia thì các bạn cần chuẩn bị hai con cua có trọng lượng khoảng 500g. Sau đó chúng ta chuẩn bị thêm một ít rau xà lách son ăn kèm, một ít hành tây, một trái cà chua. Các loại gia vị thì chúng ta sử dụng ớt sừng, các quả trám, dầu hào, dầu mè, tỏi băm và đặc biệt là phải có một lon bia để hấp chung với lại cua. Các loại gia vị thông thường chúng ta cũng chuẩn bị kèm theo món này. Và bây giờ giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị phần nguyên liệu, các bạn sẽ chuẩn bị phần cua trước. Để chuẩn bị cua thì đối với món này các bạn sẽ ướp cua trước. Nói là cua hấp bia thì có lẽ là các bạn cũng sẽ nghĩ món này chẳng có gì là phức tạp cả. Chỉ việc là làm sạch cua, chúng ta cho vào nồi và đổ bia vào, chúng ta hấp là có thể ăn ngay. Tuy nhiên đó là cách làm thông thường mà nếu mà chúng ta đi biển không có nhiều gia vị thì chúng ta có thể chế biến như vậy. Có một đặc điểm là món ăn sau khi xong thì sẽ thơm lừng mùi bia và đặc biệt là hương vị của cua còn nguyên cái vị ngọt của nó. Tuy nhiên là nếu mà chế biến như vậy thì đôi khi chúng ta cũng cảm thấy nhàm và đặc biệt là phần cua sẽ không có sự đậm đà ở trong đó. Do đó cách chế biến ngày hôm nay Diệu Thảo sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn sẽ thực hiện ở nhà làm sao cho món ăn chúng ta đặc sắc hơn bằng cách là giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ ướp cua. Cua mua về chúng ta làm sạch, đây là phần cua mà Diệu Thảo đã làm sạch rồi nè. Chúng ta sẽ gỡ bỏ phần mai cua ra. Các bạn nhớ lưu ý chúng ta sẽ gỡ bỏ phần yếm cua đi và bỏ cả những cái phao ở hai bên phần mình cua như thế này, và chúng ta bẻ những cái phần ở phía bên trên, những cái răng như thế này và chà rửa thật là sạch. Kế đó thì các bạn sẽ chặt đôi con cua ra. Phần càng cua đó thì để cho càng cua thấm gia vị, các bạn dùng một cái búa nhỏ như thế này, chúng ta đập nhẹ. Đập nhẹ như thế này để cho phần càng cua này hơi nứt ra một chút xíu để dễ thấm gia vị hơn. Và khi đập càng cua các bạn cũng nhớ lưu ý là chúng ta phải lựa thế một chút nha. Nếu mà chúng ta để như thế này mà chúng ta đập xuống thì khả năng sẽ bị gãy cái phần càng ngay. Các bạn để xuôi theo chiều như thế này và chúng ta dùng búa đập để cho vừa nghe một cái rắc một cái, có nghĩa là phần càng cua vừa mới nứt cái phần vỏ ra là được rồi. Tương tự như vậy các bạn sẽ thực hiện sơ chế đối với con cua thứ hai. Chúng ta cũng gỡ bỏ phần răng ở phía bên trên này, bỏ phần phao và bỏ phần yếm, đặc biệt là chà rửa thật kỹ những phần đất bám ở trong con cua. Sau đó thì các bạn chặt đôi ra và chúng ta sẽ đập phần càng cua này. Đập nhẹ tay để phần càng cua không bị gãy. Chúng ta đập chỉ vừa nứt phần càng cua như thế này là được rồi. Như vậy đây là phần càng cua đã sơ chế xong. Kế đó chúng ta sẽ ướp ngược lại để phần mai cua này thật là ráo. Giai đoạn kế thì các bạn sẽ ướp gia vị. Gia vị vào cua thì các bạn lưu ý là chúng ta không ướp nhiều muối hay là hạt nêm quá. Là vì khi chúng ta ướp quá nhiều muối hay là hạt nêm á thì sẽ làm cho cua bị mặn, là vì lý do thịt cua bao giờ cũng có vị mặn sẵn. Vì đây là một loại hải sản sống ở biển mà, cho nên vị thì bao giờ cũng hơi mặn. Cho nên các bạn sẽ ướp vào rất là ít muối. Diệu Thảo sẽ sử dụng khoảng chừng 1/6 muỗng cà phê muối như thế này. Chúng ta rắc rất là nhẹ vào phần cua để cho thịt cua đậm đà hơn thôi. Và trong món này thì Diệu Thảo sử dụng muối. Sau đó thì chúng ta sẽ ướp thêm một ít tiêu nữa. Chúng ta cũng rắc đều phần tiêu này để phần tiêu sẽ bám đều phần vào phần thịt cua và đặc biệt là phần mình ở phía bên trong cua đó. Kế đó thì chúng ta sẽ ướp thêm khoảng một ít bột ngọt nữa. Cũng rất là ít bột ngọt, khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái hương vị rất là đặc biệt của dầu mè. Diệu Thảo sẽ rưới một ít dầu mè lên trên thịt cua như thế này. Tiếp tục chúng ta lại ướp khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào nữa. Như vậy chúng ta sẽ có thêm nguyên liệu 1 muỗng cà phê dầu mè và 1 muỗng cà phê dầu hào. Phần tỏi băm chúng ta sẽ ướp vào cũng khoảng 1 muỗng cà phê.
Rất là đơn giản, công thức các bạn sẽ rất là dễ nhớ. Phần muối, tiêu, bột ngọt chúng ta sẽ cho rất ít vào thôi. Còn phần tỏi, dầu mè và dầu hào mỗi thứ là một muỗng cà phê. Sau khi chúng ta đã ướp đều tất cả các gia vị rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xóc thật đều phần cua này lên để cho tất cả những gia vị đó thấm vào cua. Và chúng ta để cua sang một bên khoảng 15 phút để cua thấm gia vị. Trong khi chúng ta chờ cho cua thấm gia vị thì các bạn sẽ tiếp tục cắt các nguyên liệu còn lại. Nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta sẽ cắt ra đó là phần củ hành tây. Hành tây thì chúng ta chọn những củ chắc, là trắng, không bị sâu như thế này và các bạn lột sạch vỏ ra. Sau đó chúng ta bỏ bớt cái phần gốc và phần đầu của củ hành tây vì những phần nó không ngon, không có độ giòn. Sau đó thì các bạn sẽ cắt muối. Bề ngang của những muối hành tây đó là khoảng 1cm là vừa, cỡ này. Chúng ta sẽ không cắt quá lớn mà cũng không cắt quá nhỏ đối với món này. Rồi chúng ta sẽ cho hành tây ra đĩa và các bạn sẽ cắt hết phần hành tây mà chúng ta đã chuẩn bị. Như dự thảo giới thiệu ban đầu đó là món cua hấp bia này, bình thường thì chúng ta có thể rất đơn giản là chỉ việc cho cua vào và cho bia vào và nấu sôi lên thì cũng gọi là cua hấp bia rồi. Tuy nhiên cách làm nó rất là đơn giản và làm như vậy thì đôi khi hương vị của miếng cua không có đậm đà. Cho nên với những loại gia vị này thì món ăn chúng ta sẽ đặc sắc hơn và chắc chắn là khi chúng ta dùng kèm với lại những món ăn khác, với bia chẳng hạn thì nó sẽ rất là bắt đó. Hành tây dự thảo đã cắt xong. Cà chua chúng ta sử dụng một trái cà chua để thêm rau cho món ăn. Và khi ăn thì ngoài việc là ăn những miếng thịt cua thì chúng ta có thêm phần cà chua với lại hành tây này sẽ làm cho món ăn đỡ ngán hơn. Các bạn sẽ cắt phần cà chua này ra, cắt muối làm 6 hoặc là làm 8 phần, chúng ta cho ra đĩa. Và như vậy phần sơ chế cũng đã xong rồi, xà lách son thì các bạn rửa sạch và để ráo. Khi nào chúng ta chế biến xong chúng ta cho ra đĩa để dùng kèm với một ít rau. Trong các món ăn của Việt Nam đó thì một trong những ưu điểm đó là món ăn có nhiều rau và đa dạng. Cho nên khi chế biến một món ăn, cho dầu rau rất đơn giản như là cua hấp bia chẳng hạn, các bạn cũng nên thêm vào những nguyên liệu phụ như là xà lách son, như là hành tây hoặc là cà chua để làm cho món ăn của chúng ta phong phú hơn. Và như vậy mặc dầu đây là một món ăn chơi nhưng mà khi chúng ta ăn vào cũng sẽ có sự cân bằng dinh dưỡng ở trong đó. Và bây giờ thì các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, các bạn sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Chúng ta sẽ chuẩn bị để chiên phần cua này. Khi mà cua ướp gia vị xong á thì các bạn sẽ cho dầu vào chảo và cho dầu nhiều một chút xíu để khi mà chúng ta chiên phần cua này ngập trong dầu để cho những miếng cua sẽ thơm lừng lên và hơi cháy cạnh một chút xíu. Những phần gia vị sẽ bám chặt vào những miếng cua và làm cho miếng cua đậm đà hơn. Và các bạn biết không, đây là một món ăn tuy là món ăn chơi nhưng mà rất là đầy đủ dinh dưỡng là vì lý do cua là một nguyên liệu giàu protein. Và đặc biệt là rất tốt cho các bà bầu vì nó cung cấp folate, cung cấp vitamin B12, rồi cung cấp thêm canxi nữa, rất tốt cho thai nhi đó các bạn. Còn ngoài ra thì các bạn biết không, nếu mà chúng ta sử dụng chung với xà lách son thì xà lách son có tính thanh nhiệt và rất là tốt cho tim mạch, cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe khi mà chúng ta sử dụng phối hợp các nguyên liệu này với nhau. Khi chúng ta đặt chảo lên bếp thì các bạn cũng đặt đồng thời là một cái xửng hấp lên bếp nữa. Và cái xửng hấp này là chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta sẽ cho cua vào hấp sau khi chúng ta qua giai đoạn chiên. Các bạn cũng có thể thắc mắc là tại sao đã món hấp mà chúng ta còn qua chiên, thì như Diệu Thảo chia sẻ lúc đầu, rất đơn giản, nếu chúng ta muốn giữ nguyên vị ngọt của thịt cua và dưỡng chất và cũng như là tiết kiệm thời gian, chúng ta chỉ việc cho cua vào và cho bia vào và chúng ta hấp là xong. Tuy nhiên làm như vậy thì miếng thịt cua sẽ không có độ đậm đà, không thơm. Và do đó nếu mà các bạn muốn món ăn chúng ta thật là đặc sắc mà vẫn thơm lừng mùi bia thì chúng ta sẽ dùng phương pháp này, tức là chúng ta kết hợp giữa chiên và hấp để món ăn của chúng ta đặc biệt hơn. Và bây giờ thì dầu đã nóng rồi. Dầu đã nóng thì chúng ta sẽ lần lượt thả cua vào chiên. Các bạn nhớ lưu ý là trong giai đoạn này khi chúng ta chiên thì dầu có thể bắn khá nhiều là vì có gia vị và cua, cho dầu chúng ta thấm thật khô đi nữa nhưng mà nó vẫn còn nước. Chúng ta cho vào chiên với lửa lớn và chúng ta chiên nhanh thôi. Các bạn sẽ không chiên quá kỹ phần cua này. Các bạn lưu ý, chúng ta chỉ chiên sơ qua chỉ trong vòng 3 phút với lửa thật lớn. Cua vừa có mùi thơm và hơi chín phía bên ngoài là chúng ta vớt ra ngay, để thịt cua không bị khô xát nha các bạn. Là một món hấp thì yêu cầu là thịt cua phải mềm mại, cho nên là khi chúng ta chiên thì các bạn không chiên quá lâu. Chúng ta thả vào và để nguyên như vậy để cho phần cua vàng, rồi chúng ta mới trở sang mặt còn lại. Chúng ta đừng trở ngay vì phần nước ngọt trong cua sẽ bị tiết ra và làm cho miếng cua không còn cái độ ngọt nữa. Và bây giờ thì cua đã chuyển sang màu đỏ cam, thật là đẹp, các bạn nhìn thấy không, thật là đẹp. Thì chúng ta sẽ trở sang mặt còn lại. Phần tỏi băm chúng ta ướp vào chung với các loại gia vị làm cho cua có một cái mùi thơm lừng bốc lên. Và giai đoạn này là giai đoạn làm cho chúng ta cũng cảm thấy là rất là thèm ăn món này khi mà chúng ta hoàn tất.
Và bây giờ thì các bạn sẽ cho phần mai cua vào chung luôn. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta chiên như thế này, cua đổi sang màu đỏ cam, lửa thật lớn. Tiếp tục cho phần mai cua còn lại vào. Rồi, miếng cua đã bắt đầu vàng như thế này rồi nè. Các bạn nhìn thấy phần thịt đã hơi chín rồi. Chúng ta sẽ vớt nhanh cua ra. Và làm như vậy thì miếng cua không hề bị khô một chút nào nha các bạn. Thịt cua vẫn còn mềm mại, nhưng mà món ăn của chúng ta vẫn thơm ngon. Chúng ta vớt hết ra như thế này. Thông thường thì người ta hấp, một món ăn mà người ta hấp á, là người ta không muốn có nhiều dầu mỡ trong đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm tuyệt đối không có cho dầu mỡ vào thì đôi khi món ăn cũng sẽ mất ngon. Cho nên trong món này khi các bạn chiên sơ như vậy, đồng thời chúng ta sẽ cung cấp thêm một lượng chất béo làm cho món ăn của chúng ta cân đối hơn. Và bây giờ sau khi chúng ta đã chiên phần mai cua và phần thịt cua xong, các bạn sẽ vớt hết ra đĩa. Chúng ta vớt hết đĩa và chúng ta nhớ là cũng để cho thật là ráo dầu, để lượng dầu thật là ít thôi, không quá nhiều. Khi chế biến món ăn đôi khi là các bạn cũng phải thêm một số những công đoạn thì làm cho món ăn của chúng ta mới đặc sắc. Và bây giờ khi phần cua đã được chiên vàng thì các bạn nhìn thấy là đã rất hấp dẫn rồi, nhưng chưa có được nguyên liệu đặc biệt của món ăn, đó là bia. Tức là làm sao để thơm lừng mùi bia lên. Và bây giờ thì các bạn sẽ cho vào một cái nồi hấp. Diệu Thảo sẽ chuyển phần cua này qua một cái dĩa sâu hơn một chút xíu. Chúng ta sẽ xếp cua vào trong phần đĩa như thế này. Và sau đó thì Diệu Thảo sẽ cho phân nửa lượng bia vào. Sau đó chúng ta sẽ cho vào sửng hấp. Các bạn nhớ là chúng ta chỉ hấp trong thời gian ngắn thôi. Sửng sôi, nước vừa sôi lên thì chúng ta cho vào. Hấp chỉ trong khoảng chừng 5 phút nữa thôi để cho cua chín. Và mùi bia sẽ bốc lên thơm lừng thì chúng ta nhắc xuống. Trong khi các bạn chờ cho cua chín hẳn, các bạn đặt chảo trở lên bếp trở lại và chảo nóng nè. Còn một ít dầu ở trong chảo, khi mà chúng ta chiên chúng ta trút dầu ra khỏi chảo, cho dầu là trút hết thì bao giờ cũng còn một ít dầu như thế này. Thì chúng ta sẽ cho củ hành tây và cho phần cà chua vào. Các bạn lại tiếp tục nêm một ít dầu mè, một ít dầu hào, thêm phần tỏi băm lúc đầu chúng ta cho thêm vào. Và chúng ta xóc đều phần cà chua và hành tây này lên. Các bạn tiếp tục nêm thêm một ít hạt nêm nữa, với lại khoảng 1/3 muỗng cà phê đường, rất ít đường thôi các bạn. Cuối cùng thì chúng ta trút hết phần ớt sừng mà chúng ta đã sắc quả trám. Các bạn xóc lên một lần nữa, xóc sơ như thế này là được rồi. Và các bạn sẽ trút trở lại ra đĩa. Và đây là phần xà lách cũng như là cà chua mà chúng ta sẽ để kèm với lại món cua hấp bia. Đây là một món ăn mà chúng ta có thể dùng nóng hay là hơi nguội cũng được. Tuy nhiên là đặc biệt là với nguyên liệu bia, các bạn lưu ý là chúng ta không nấu quá lâu hay là không hấp quá lâu. Do đó chúng ta cho bia vào, hấp vừa sôi lên, các bạn nghe cảm thấy là mùi bia bốc lên thơm ngào ngạt và hòa quyện với lại cái mùi thơm của cua cùng với lại những gia vị chúng ta vừa mới chiên xong, là chúng ta gấp ra và có thể thưởng thức ngay món ăn này rồi. Bây giờ trong khi chúng ta chờ cho phần nước hấp bia sôi trở lại, các bạn sẽ chuẩn bị đĩa để chúng ta bày món ăn ra. Để bày món ăn ra thì chúng ta cho phần hành tây và cà chua ra ở nằm ở phía bên dưới đĩa. Chúng ta cho phần này ra nằm ở phía bên dưới nè. Tất cả các nguyên liệu khi các bạn cho thêm vào một món ăn đó, chúng ta đều phải qua xử lý hết. Thì như vậy khi khách thưởng thức, cho dầu là một miếng hành tây nhỏ hay là một miếng cà chua nhỏ, cũng thấm gia vị và người ta cũng đều cảm thấy là vị ngon của nó. Thì như vậy món ăn của chúng ta mới thành công. Ở đây Diệu Thảo sẽ cho tất cả những một ít ớt ra nè, và tất cả những nguyên liệu mà chúng ta vừa mới xào xong. Và khi đã bày xong rồi, các bạn chỉ việc chờ cua chín là chúng ta xếp ra thôi. Bây giờ phần nước hấp đã sôi trở lại, chúng ta thử xem phần cua phía bên trong như thế nào nha. Mùi bia bốc lên ngào ngạt, thơm lừng cả phần bếp. Cuối cùng thì các bạn sẽ cho thêm một ít bia vào nữa để tăng thêm hương thơm của món ăn này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp và lấy phần cua ra. Thơm lừng mùi bia các bạn. Khi chúng ta lấy phần cua này ra như thế này, các bạn nhìn thấy là những miếng cua đã chín mà còn rất là mềm mại như thế này, không có
bị khô xát là do chúng ta chiên cũng rất là nhanh, và khi hấp thì thời gian hấp cũng chỉ vừa đủ để cho phần bia bốc lên và có một cái mùi thơm xung quanh cái món ăn mà thôi. Các bạn sẽ úp phần mai cua vào. Tương tự như vậy, các bạn sẽ xếp đến con cua thứ hai và úp mai cua vào. Chúng ta sẽ cho một ít xà lách son vào, ít thôi, chúng ta sẽ không cho quá nhiều vì sẽ làm rối chủ đề chính của chúng ta là phần cua hấp bia. Cuối cùng thì các bạn sẽ rưới phần nước hấp cua này, và đây cũng chính là phần bia mà chúng ta hấp chung với cua. Chúng ta rưới vào. Hương thơm ngào ngạt các bạn, và hương thơm rất là nhẹ vì món ăn cũng không quá nhiều gia vị, chỉ một ít dầu hào, một ít dầu mè và các loại gia vị khác để tạo nên đậm đà cho miếng cua, mà miếng cua vẫn còn độ mềm mại của thịt, độ ngọt của thịt thì vẫn còn giữ nguyên. Và khi chúng ta hấp như thế này thì mùi bia sẽ thơm lừng, và đặc biệt là sẽ không bị đắng vì chúng ta không hấp quá lâu. Như vậy là món cua hấp bia ngày hôm nay chúng ta đã hoàn tất, cũng rất là nhanh, và chỉ thêm một số những bí quyết nhỏ nhỏ để làm cho món ăn của chúng ta đặc biệt hơn. Và chúc các bạn thành công với món ăn của ngày hôm nay.